Trung Đông rung chuyển dữ dội sau cuộc không kích phủ đầu của Israel và vụ tấn công tên lửa của Hezbollah. Thủ lĩnh Hezbollah công bố kết quả vụ tấn công tên lửa vào Israel. Cùng lúc đó, Iran tuyên bố sẽ có màn đáp trả tính toán kỹ lưỡng đối với Israel. Giữa lúc căng thẳng leo thang dữ dội, Mỹ thay đổi kế hoạch ở Trung Đông. Tại chiến trường Đông Âu, Ukraine tiếp tục tiến quân ở Kursk. Nga đánh đổi các vị trí tiền tuyến ở Ukraine. Cựu tình báo Mỹ cảnh báo cái chết của Ukraine nếu quyết định tấn công Moscow. Không những thế, các tài liệu rò rỉ tiết lộ Nga định dùng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến với NATO. Các tin tức đáng lưu ý khác: Trung Quốc tăng cường tuần tra biên giới Myanmar. Bà Harris huy động hơn nửa tỷ đô la Mỹ trong một tháng. Bão Sansan đang tiến tới Nhật Bản, đe dọa thiệt hại 20 tỷ đô la Mỹ. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị khán giả trong chương trình An ninh trật tự 24 giờ ngay sau đây. Ngọc Cúc rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình An ninh trật tự 24 giờ. Thưa quý vị, Trung Đông cuối tuần qua đã chứng kiến các diễn biến đầy căng thẳng. Sáng sớm hôm Chủ nhật ngày 25 tháng 8, Hezbollah và Israel đã tấn công dữ dội lẫn nhau bằng tên lửa. Và vào tối cùng ngày, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã có một bài phát biểu trên truyền hình. Trong đó thì ông công bố kết quả của cuộc tấn công nhắm vào Israel. Cuộc tập kích Israel của Hezbollah vào Chủ nhật được coi là phản ứng đối với vụ ám sát chỉ huy quân sự cấp cao Fuad Shukr của họ ở Beirut vào tháng trước. Thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố, cuộc tấn công của Israel đã vượt qua mọi lằn ranh đỏ. Dưới đây là 5 điểm chính từ bài phát biểu của ông Nasrallah. Hezbollah muốn tránh leo thang quân sự. Kể từ ngày 8 tháng 10, một ngày sau khi Israel tiến hành chiến dịch quân sự ở Gaza, Hezbollah và Israel đã bắt đầu tấn công lẫn nhau. Điều đó đã dấy lên lo ngại rằng xung đột ở dải Gaza sẽ leo thang thành một cuộc chiến khu vực, kéo theo sự can thiệp của Iran và Mỹ. Lo ngại này gia tăng vào tháng trước sau cái chết của chỉ huy quân sự cấp cao Hezbollah Fuad Shukr và lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran. Cả hai đều được cho là do Israel thực hiện. Tuy nhiên, cuộc tấn công vào Israel hôm 25 tháng 8 dường như là một nỗ lực có chủ đích của Hezbollah để tránh một phản ứng quy mô lớn từ Israel. Ông Nasrallah cho biết, cuộc tấn công đã thành công và ông hài lòng với việc nhắm mục tiêu các cơ sở quân sự và tình báo của Israel. Mục tiêu chính là cơ sở tình báo của Israel. Thủ lĩnh Hezbollah xác định rằng mục tiêu chính của cuộc tấn công là căn cứ Gilat ở phía bắc Tel Aviv, nơi đặt trụ sở của Mossad, một cơ quan tình báo của Israel và nhóm tình báo quân sự Unit 8200. Ông nhấn mạnh rằng cuộc tấn công đã diễn ra sâu vào lãnh thổ Israel, khác với các cuộc tấn công trước đây của nhóm, chủ yếu nhắm vào miền bắc Israel và cao nguyên Golan bị chiếm đóng. Cuộc tấn công bị trì hoãn. Ông Nasrallah thừa nhận cuộc tấn công hôm 25 tháng 8 đã bị trì hoãn vì nhiều lý do, bao gồm việc chuẩn bị sau khi Israel và Mỹ triển khai lực lượng trong khu vực, và nhóm cũng theo dõi tiến triển của các cuộc đàm phán. Phản bác tuyên bố của Israel. Trong bài phát biểu của mình, thủ lĩnh Hezbollah đã bác bỏ một số tuyên bố của Israel, bao gồm việc Tel Aviv ám chỉ rằng họ đã biết trước về cuộc tấn công và đã thành công ngăn chặn kịp thời. Theo ông Nasrallah, Tel Aviv đã không phát hiện ra cuộc tấn công nhưng nhận thấy hoạt động di chuyển gần biên giới và định đánh phủ đầu. Tuy nhiên, đối phương không thành công đánh trúng bất kỳ vị trí phóng tên lửa nào của Hezbollah trước khi cuộc tấn công thực sự bắt đầu. Tránh mục tiêu dân sự. Cuối cùng, ông Nasrallah nhấn mạnh rằng nhóm này đã tránh tất cả các khu vực dân sự, bao gồm cơ sở hạ tầng công cộng như sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv. Ông thừa nhận cảm giác lo sợ đã bao trùm Liban kể từ khi cái chết của chỉ huy Shukr và về khả năng xảy ra một cuộc chiến toàn diện với Israel. Thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố, để đảm bảo sự an toàn cho người dân Liban và tránh bất kỳ tổn thương nào cho họ, chúng tôi đã ưu tiên tránh tấn công vào dân thường ở Israel. Tại thời điểm hiện tại, Liban có thể thở phào và thư giãn. Thưa quý vị, sau cuộc tấn công tên lửa vào Israel, quốc gia hậu thuẫn Hezbollah là Iran cho biết, màn đáp trả của nước này cho vụ không kích vào thủ đô Tehran tháng trước sẽ được tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Ý Antonio Tajani.
Trong đó, ông đã đề cập đến kế hoạch trả đũa của nước mình đối với vụ ám sát lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran. Ông Araghchi viết trên nền tảng mạng xã hội X, phản ứng của Iran đối với vụ tấn công khủng bố của Israel ở Tehran là dứt khoát và sẽ được tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng. Chúng tôi không sợ leo thang, nhưng cũng không tìm kiếm điều đó. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani kêu gọi kiềm chế và theo đuổi một phương pháp xây dựng nhằm ngăn chặn leo thang quân sự trong khu vực. Ông Tajani viết trong tuyên bố, Iran cần phải làm việc với Hezbollah để tránh leo thang ở biên giới Liban-Israel, nơi các binh sĩ Ý thuộc phái bộ UNIFIL đang hoạt động, đồng thời với các nhóm Houthi để tránh gia tăng căng thẳng ở khu vực Biển Đỏ, nơi Ý đóng vai trò dẫn đầu trong nhiệm vụ Aspire của Liên minh châu Âu. Thưa quý vị, Mỹ quyết định cho hai nhóm tàu sân bay duy trì hiện diện ở Trung Đông, thay vì rút một nhóm về như kế hoạch, trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực leo thang sau cuộc không kích phủ đầu của Israel và vụ tấn công bằng tên lửa của Hezbollah vào sáng sớm hôm qua. Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã xác nhận với người đồng cấp Israel Joab Gallant về quyết định gia hạn sự hiện diện của hai nhóm tác chiến tàu sân bay ở Trung Đông. Theo ông Ryder, Bộ trưởng Quốc phòng đã tái khẳng định quyết tâm của Mỹ nhằm ủng hộ Israel tự vệ trước những mối đe dọa từ Iran và các đồng minh. Để thể hiện điều đó, Bộ trưởng đã ra lệnh duy trì hai nhóm tác chiến tàu sân bay trong khu vực. Ngoài ra, Bộ trưởng Mỹ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực đàm phán về lệnh ngừng bắn ở dải Gaza và thả con tin. Hai bên đội tác chiến tàu sân bay của Mỹ bao gồm USS Abraham Lincoln và USS Georgia cùng hiện diện ở Trung Đông. Hai tàu sân bay này được hộ tống bởi các tàu khu trục, tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông do các vụ đáp trả qua lại giữa Israel và các lực lượng vũ trang do Iran hậu thuẫn trong khu vực như Hamas, Hezbollah. Trang tin ASIUS dẫn lời một quan chức cấp cao của Israel tiết lộ, nước này đã thông báo cho Hoa Kỳ về kế hoạch tấn công vào Liban. Báo cáo cho biết Israel đang hành động một mình chống lại phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Liban, nhưng có sự phối hợp với Mỹ. Chính phủ Mỹ đã được thông báo trước về cuộc tấn công, ASIUS trích dẫn một quan chức cấp cao Israel cho biết. Trong cuộc đột kích bình minh đầy kịch tính vào sáng ngày 25 tháng 8, Israel đã phóng 100 máy bay ném bom chiến đấu nhắm vào Hezbollah nhằm ngăn chặn cuộc tấn công xuyên biên giới của lực lượng thân Iran vào các thị trấn phía Bắc và trung tâm nước này. Cuộc đột kích của Israel được thực hiện sau các cảnh báo tình báo cho rằng Hezbollah sắp phát động loạt tấn công lớn nhằm vào Israel với hàng nghìn tên lửa để trả thù cho cái chết của chỉ huy lực lượng này là Fuad Shir. Không quân Israel đã đập tan hơn 1.000 bệ phóng tên lửa Hezbollah trong cuộc tấn công được xem là tàn khốc nhất trong nhiều năm qua. Về phía Hezbollah, lực lượng sau đó phóng hơn 320 tên lửa Katyusha nhắm vào nhiều địa điểm ở Israel, cũng như triển khai một số lượng lớn máy bay không người lái. Reuters đưa tin, các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Cairo vẫn đang diễn ra, trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài 10 tháng giữa Israel và Hamas, nhưng chưa đạt được thỏa thuận nào trong những ngày qua. Mặc dù các quan chức Mỹ đánh giá các cuộc thảo luận là mang tính xây dựng, nhưng cả Hamas và Israel đều không đồng ý với một số nhượng bộ mà các nhà trung gian đưa ra, dẫn đến nghi ngờ về khả năng thành công của các nỗ lực này. Theo một quan chức Mỹ, quá trình đàm phán sẽ tiếp tục thông qua các nhóm làm việc để giải quyết các vấn đề còn lại. Điều này cho thấy các bên vẫn chưa sẵn sàng để các quyết định viên cấp cao hoàn tất thỏa thuận. Những tháng qua, các cuộc đàm phán liên tục diễn ra nhưng không mang lại kết quả cụ thể nào, đặc biệt là trong việc chấm dứt chiến dịch quân sự tàn khốc của Israel ở Gaza và giải phóng các con tin bị Hamas bắt giữ. Vào ngày 16 tháng 8, Mỹ đã gửi một đề xuất cầu nối cho cả hai bên, tuy nhiên các cuộc thảo luận đã diễn ra không suôn sẻ. Đến giữa tuần trước, các quan chức Mỹ đã nhận thấy rằng triển vọng hoàn tất thỏa thuận đang dần mờ nhạt. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken đã nhấn mạnh rằng nếu Hamas đồng ý với đề xuất của Mỹ, sẽ cần thêm thỏa thuận về việc thực hiện trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Thời gian qua, các nhà trung gian từ Mỹ, Ai Cập và Qatar đã làm việc để thu hẹp những khác biệt giữa hai bên. Tuy nhiên, sự hiện diện của lực lượng Israel tại hành lang Philadelphia, cũng như những yêu cầu về việc thả các tù nhân Palestine từ phía Hamas, đã trở thành những vấn đề chính trong các cuộc đàm phán. Vào hôm qua, một phái đoàn của Hamas đã rời Cairo sau khi thảo luận với các nhà trung gian, khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần bao gồm lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và rút lui hoàn toàn của Israel khỏi Gaza. Quan chức của nhóm binh sĩ Palestine Osama Hamdan nói với kênh truyền hình Al-Asha do Hamas điều hành vào Chủ nhật
rằng họ vẫn giữ nguyên đề xuất ngừng bắn ở Gaza vào ngày 2 tháng 7, từ chối các điều kiện mới của Israel về lệnh ngừng bắn và cho biết các cuộc thảo luận về mọi thỏa thuận sắp xảy ra là sai sự thật. Sự thiếu đồng thuận giữa các bên vẫn đang khiến tiến trình đàm phán trở nên khó khăn và hy vọng về một thỏa thuận khả thi trong thời gian gần vẫn còn xa vời. Cập nhật các diễn biến mới ở chiến trường Đông Âu, thưa quý vị. Ukraine mới đây tuyên bố tiến thêm 1-3 km ở vùng biên giới Kursk của Nga khi chiến dịch đột kích đã bước sang tuần thứ ba. Trong bài phát biểu hàng đêm qua video ngày 25 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này đã tiến thêm 1-3 km ở vùng Kursk và kiểm soát thêm hai khu định cư ở đây. Ukraine đã mở cuộc xâm nhập vào tỉnh Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8. Tính đến ngày 20 tháng 8, quân đội Ukraine tuyên bố kiểm soát 1.263 km vuông lãnh thổ và 93 khu định cư, bao gồm thị trấn Sudha. Tổng thống Zelensky hôm 24 tháng 8 nói rằng hoạt động của Ukraine tại tỉnh Kursk đã giúp ngăn chặn Nga tấn công và kiểm soát tỉnh biên giới Sumy và thủ phủ của tỉnh này. Theo ông Zelensky, chiến dịch đột kích Kursk rất phức tạp, nhưng điều quan trọng nhất là nó đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Tổng thống cho biết ông không thể tiết lộ tất cả mục tiêu và kết quả của chiến dịch đột kích, nhưng một trong số các mục tiêu đó là bổ sung tù binh Nga để có thể trao đổi lấy tù binh Ukraine. Ước tính số lượng tù binh Nga bị bắt trong chiến dịch ở tỉnh Kursk dao động từ vài trăm đến 2.000 người. Vào ngày 10 tháng 8, chính phủ Nga đã công bố một chiến dịch chống khủng bố ở các tỉnh Bryansk, Kursk và Belgorod, những khu vực giáp biên giới Ukraine, và bắt đầu sơ tán dân cư tại các khu vực này. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, Nga đang triển khai lại lực lượng từ những khu vực tiền tuyến ở Ukraine để đến hỗ trợ cho mặt trận khu vực Kursk, bao gồm những lữ đoàn từng hoạt động ở Kharkiv, Siversk và Chasivya. ISW đã báo cáo về việc triển khai các đơn vị từ Lữ đoàn Bộ binh Hải quân số 810, Lữ đoàn Bộ binh Hải quân số 155 và Lữ đoàn Nhảy dù Cận vệ số 11 đến khu vực Kursk. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy Nga gần đây đã chuyển một số đơn vị của Trung đoàn Nhảy dù Cận vệ số 56 từ mặt trận Jabotiny phía tây tỉnh Zaporizhia đến khu vực Kursk. Mặc dù ISW quan sát thấy sự hiện diện của Trung đoàn Nhảy dù Cận vệ số 51 tại Kursk, nhưng chỉ huy của trung đoàn này đã có buổi báo cáo với Tổng thống Putin cùng với các đơn vị khác vừa được chuyển đến Kursk, cho thấy có khả năng trung đoàn này đã được di chuyển đến khu vực này. Trung đoàn Nhảy dù Cận vệ số 51 đã hoạt động trên mặt trận Siversk trong những tháng gần đây. Có vẻ như Nga đã triển khai lại các đơn vị của Lữ đoàn Bộ binh Hải quân số 810 và số 155 từ các vị trí trước đây ở phía bắc tỉnh Kharkiv, cùng với Lữ đoàn Nhảy dù Cận vệ số 11 từ mặt trận Chasivya đến vùng Kursk. Theo ISW, quân đội Nga đang muốn tránh việc chuyển quân từ Pokrovsk ở tỉnh Donetsk, nơi các cuộc giao tranh căng thẳng đang diễn ra. Do đó, họ chọn triển khai lại quân từ những khu vực tiền tuyến khác ít ưu tiên để củng cố phòng thủ cho Kursk. Trong khi đó, ở vùng Saratov của Nga, Thống đốc Roman Bushagin sáng hôm nay, ngày 26 tháng 8, cho rằng hàng chục máy bay không người lái UAV của Ukraine đã tấn công các tòa nhà chung cư trong khu vực này. Đài RT của Nga dẫn lời Thống đốc Bushagin cho biết, lực lượng phòng không đã đánh chặn các UAV, nhưng mảnh vỡ của thiết bị bay không người lái rơi xuống trúng các căn hộ ở thành phố Saratov và Engels. Một video được đăng tải trên Telegram cho thấy khoảnh khắc thiết bị bay không người lái tấn công tòa nhà chung cư 38 tầng ở Saratov, thành phố có 950.000 dân ở phía tây nước Nga. 4 người đã bị thương, bao gồm một phụ nữ vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Một UAV khác đã rơi vào một tòa nhà chung cư ở Engels. Mảnh vỡ gây hư hại cho các xe ô tô đậu gần đó. Một máy bay không người lái cũng đã bị bắn hạ trên vùng Bryansk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 20 máy bay không người lái đã bị đánh chặn trong đêm, bao gồm 9 chiếc ở vùng Saratov. Nếu Kyiv quyết định tấn công Moscow hoặc Saint Petersburg để buộc Nga phải đàm phán, thì chính Ukraine sẽ chấm dứt sự tồn tại của mình, theo cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter cảnh báo. Cựu sĩ quan tình báo của Thủy quân lục chiến Mỹ Scott Ritter cho biết trong một bài đăng trên trang X, rằng nếu Ukraine quyết định tấn công vào hai thành phố lớn nhất của Nga, thì đừng ngạc nhiên nếu cuối cùng Ukraine không còn tồn tại nữa. Ông Ritter giải thích rằng trong trường hợp đó, Nga có hệ thống tên lửa Avangard có khả năng sử dụng tên lửa với cả đầu đạn phi hạt nhân và hạt nhân. Chuyên gia nói, lúc đó chúng ta sẽ phải cầu nguyện rằng họ sẽ chỉ sử dụng đầu đạn phi hạt nhân.
Trước đó, tờ The Guardian của Anh đã báo cáo rằng Ukraine muốn sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nhằm giành lợi thế trong các cuộc đàm phán tương lai với Moscow. Vào giữa tháng 7, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố rằng Mỹ không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm ngắn ATACMS để thực hiện các cuộc tấn công sâu vào Nga, nhưng điều này có thể thay đổi. Kể từ đó, các phương tiện truyền thông đưa tin chính quyền Ukraine đang gây áp lực lên Hoa Kỳ để gỡ bỏ các hạn chế về việc sử dụng ATACMS trong các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Thưa quý vị, tờ Financial Times của Anh đã thu thập được các tài liệu bí mật, trong đó tiết lộ Nga đã huấn luyện hải quân của mình để tấn công các địa điểm sâu bên trong châu Âu bằng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong kịch bản xung đột tiềm tàng với NATO. Những tài liệu này từ năm 2008 đến năm 2014 bao gồm các bản đồ chi tiết của các mục tiêu trên khắp châu Âu. Các bản đồ và kế hoạch này được lập trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm 2022. Báo cáo của Financial Times lưu ý rằng Nga đã từng mô phỏng việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong giai đoạn đầu của một cuộc xung đột với một cường quốc. Các bản đồ minh họa 32 mục tiêu NATO ở châu Âu. Theo báo cáo, Moscow dự định thực hiện các cuộc tấn công áp đảo trên toàn Tây Âu với vũ khí hạt nhân kết hợp với các vũ khí có sức hủy diệt khác. Các nhà phân tích của Financial Times lưu ý rằng các bản đồ chỉ hiển thị một phần nhỏ trong số các mục tiêu trên toàn châu Âu, bao gồm cả cơ sở hạ tầng quân sự khác. Chiến lược quân sự của Nga được mô tả là nhằm ứng phó với kịch bản chiến tranh tổng lực, trong đó vũ khí hạt nhân chiến thuật được coi là quan trọng để đạt được các mục tiêu chiến thắng. Tài liệu bị rò rỉ cũng cho thấy các tàu chiến của Nga vẫn có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến thuật, mặc dù đã có thỏa thuận năm 1991 để loại bỏ chúng. Ngoài ra, theo các tài liệu rò rỉ, khi Nga nhận thấy một mối đe dọa tiềm tàng, nước này có thể thực hiện một cuộc tấn công trình diễn hoặc triển khai vũ khí hạt nhân ở một khu vực xa xôi nhằm cảnh báo các quốc gia phương Tây. Một cuộc tấn công như vậy sẽ thể hiện rằng Moscow sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân. Trên thực tế, các cuộc tập trận gần đây của Nga đã bao gồm việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật. Điều này tương thích với nội dung trong các tài liệu rò rỉ. Các cuộc tập trận bao gồm việc nạp đầu đạn hạt nhân vào các tên lửa chống tàu và thực hành việc xử lý và triển khai đầu đạn hạt nhân, cho thấy rằng mối đe dọa leo thang hạt nhân vẫn là một yếu tố quan trọng trong chiến lược quân sự của Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết vào ngày 25 tháng 8 rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra với Ả Rập Xê Út, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ để tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình thứ hai. Kyiv đang tìm kiếm một quốc gia thuộc khu vực Nam Bán Cầu để làm chủ nhà cho sự kiện này. Tổng thống Zelensky cho biết ông đã nói với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rằng Ukraine ủng hộ nước này tổ chức hội nghị thượng đỉnh về hòa bình lần hai. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên cho Ukraine đã diễn ra vào ngày 15 và ngày 16 tháng 6 tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock của Thụy Sĩ. Hội nghị do Ukraine và Thụy Sĩ đồng tổ chức đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc chiến đang diễn ra. Các phái đoàn từ 92 quốc gia và 8 tổ chức toàn cầu đã tham dự sự kiện để thảo luận về các điểm chính trong công thức hòa bình do Tổng thống Zelensky đề xuất. Hội nghị tập trung vào 3 điểm quan trọng trong kế hoạch 10 điểm này, bao gồm an ninh hạt nhân và năng lượng, an ninh lương thực và việc thả tù binh chiến tranh. Hội nghị đã kết thúc với một tuyên bố chung được ký bởi gần 80 quốc gia, bao gồm Ukraine và 4 tổ chức châu Âu. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh không chỉ Ấn Độ mà cho bất kỳ quốc gia nào muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai đều phải thông qua tuyên bố chung của hội nghị. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến Kyiv vào sáng sớm ngày 23 tháng 8, đánh dấu lần đầu tiên một thủ tướng Ấn Độ đặt chân đến Ukraine kể từ khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước được thiết lập hơn 30 năm trước. Ông Zelensky cho biết trong cuộc gặp với Thủ tướng Modi, hai bên đã thảo luận về tất cả các điểm trong tuyên bố chung và hội nghị thượng đỉnh hòa bình trước đó. Tiếp tục cập nhật các diễn biến đáng lưu ý khác trên thế giới, thưa quý vị, South China Morning Post đưa tin, quân đội Trung Quốc đang tiến hành các cuộc tuần tra tại tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam nước này, giáp biên giới với Myanmar. Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã ra thông báo cho biết, các đơn vị quân đội đã được điều động tới Thụy Lệ và Trấn Khang vào ngày 26 tháng 8 để thực hiện các cuộc tuần tra vũ trang biên giới và tuần tra kết hợp không đối đất. Theo thông báo của PLA, mục tiêu của hoạt động này là kiểm tra khả năng di chuyển nhanh, bao vây đa chiều và chiến đấu phối hợp của quân đội chiến khu nhằm duy trì an toàn và ổn định tại khu vực biên giới với Myanmar. Các cuộc tuần tra của lục quân và không quân PLA diễn ra trong bối cảnh bạo lực gia tăng giữa cuộc nội chiến kéo dài tại Myanmar.
chính quyền quân sự Myanmar đã mất quyền kiểm soát trực tiếp đối với 86% lãnh thổ của mình sau nhiều tháng giao tranh. Tình hình bất ổn này đang đặt ra thách thức đối với an ninh của các tài sản và nhân sự Trung Quốc tại khu vực biên giới. Vào tháng 4, Trung Quốc đã tiến hành hai cuộc tập trận bắn đạn thật tại biên giới với Myanmar do lo ngại về tình hình an ninh của quốc gia này ngày càng gia tăng. Tờ PLA Daily, cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc cho biết, chiến tranh ở Myanmar đã đe dọa nghiêm trọng an ninh và ổn định tại khu vực biên giới, đồng thời tuyên bố rằng quân đội Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân của mình. Tỉnh Vân Nam của Trung Quốc có chung đường biên giới dài khoảng 2.000 km với Myanmar, và Bắc Kinh đã đầu tư mạnh mẽ vào quốc gia Đông Nam Á láng giềng này trong nhiều năm qua, kể cả sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021 tại Myanmar. Myanmar cũng đóng vai trò quan trọng trong tham vọng của Trung Quốc về việc có quyền tiếp cận trực tiếp đến Ấn Độ Dương, khi Bắc Kinh tìm cách giảm sự phụ thuộc vào các điểm thắt hẹp như eo biển Malacca cho các hoạt động nhập khẩu dầu của mình. Bắc Kinh đã cố gắng thúc đẩy cả chính quyền quân sự và các nhóm nổi dậy đàm phán, nhưng cho đến nay, kết quả đạt được vẫn còn hạn chế. Tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tuyên bố rằng không có quốc gia nào mong muốn Myanmar khôi phục ổn định và phát triển hơn là Trung Quốc. Trong cuộc gặp với bà Julie Bishop, đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Myanmar. Liên quan đến cuộc bầu cử ở Mỹ, thưa quý vị, chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Kamala Harris hôm 25 tháng 8 cho biết họ đã huy động được hơn nửa tỷ đô la trong chưa đầy một tháng, tuyên bố đây là mức kỷ lục trong lịch sử. Bà Jen O'Malley Dillon, chủ tịch chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết, nhóm Harris Worlds đã quyên được 540 triệu đô la Mỹ chỉ trong hơn một tháng từ khi bắt đầu chiến dịch, mức kỷ lục với mọi chiến dịch tranh cử trong lịch sử Mỹ. 1/3 số tiền đó đến từ những cử tri lần đầu ủng hộ. Theo bà Dillon, số tiền quyên góp chạm ngưỡng 500 triệu đô la Mỹ ngay trước khi Phó Tổng thống Harris nhận đề cử ứng viên Tổng thống tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ hôm 22 tháng 8. Trong khi đó, chiến dịch của cựu Tổng thống Donald Trump thông báo đã huy động được 327 triệu đô la Mỹ tính đến đầu tháng 8. Chiến dịch của bà Harris dường như đã giành lại sự ủng hộ từ các nhà tài trợ lớn và nhỏ. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể sau giai đoạn bất ổn do cuộc tranh luận của Tổng thống Joe Biden với ông Donald Trump vào hồi cuối tháng 6. Khi đó, nhiều nhà ủng hộ lớn quyết định ngừng quyên góp cho ứng viên Đảng Dân Chủ. Tối ngày 22 tháng 8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chính thức chấp nhận đề cử của Đảng Dân Chủ để ra tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Bà dự kiến sẽ cùng ông Trump tranh luận trực tiếp vào ngày 10 tháng 9. Thưa quý vị, cuộc chiến thương mại giữa Liên minh châu Âu-EU và Trung Quốc đang dần leo thang và những người nông dân châu Âu, đặc biệt là trong ngành sản xuất sữa, trở thành những nạn nhân bất đắc dĩ trong bối cảnh căng thẳng này khi Bắc Kinh điều tra các khoản trợ cấp đối với sản phẩm sữa từ EU. Ở một trang trại gần biên giới Ireland, Thomas Duffy, một nông dân có trang trại bò sữa, cảm thấy bất ngờ khi biết tin Trung Quốc đang điều tra các khoản trợ cấp đối với phô mai, sữa và kem từ toàn bộ EU. Năm ngoái, Ireland đã xuất khẩu gần 50 triệu đô la Mỹ các sản phẩm này sang Trung Quốc, phần lớn thông qua các hợp tác xã lấy hàng từ các trang trại như của Duffy. Cuộc điều tra về ngành sữa được coi là phản ứng của Bắc Kinh trước việc EU đề xuất áp thuế chống trợ cấp lên tới 36,3% đối với xe điện EV sản xuất tại Trung Quốc, dự kiến có hiệu lực từ tháng 10 tới. Cách đó không xa ở Kilkenny, Dennis Drennan, một chủ trang trại nhỏ, cảm thấy mình và các nông dân khác là những nạn nhân bất đắc dĩ trong cuộc xung đột thương mại này. Người này nói, "Chúng tôi là những người chịu thiệt hại bên lề. Pháp và Đức đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với xe điện Trung Quốc. Và giờ đây, Trung Quốc phản đòn. Thật bất công khi những người nông dân ở một trang trại nhỏ ở giữa Ireland lại phải gánh chịu hậu quả." Theo các nguồn tin chính thức ở Brussels, việc Trung Quốc phản ứng với thuế xe điện đã được dự đoán từ trước. Một nhà ngoại giao EU cho biết đây là chiến lược rõ ràng từ phía chính phủ Trung Quốc. Việc điều tra đối với các sản phẩm như sữa, rượu vang và thịt heo đã được nhấn mạnh trên các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc. Đầu tháng 10, các quốc gia EU sẽ có một cuộc bỏ phiếu quan trọng để quyết định có thông qua các thuế này hay không. Để chặn lại các thuế, cần có sự phản đối từ 15 quốc gia EU đại diện cho 65% dân số của liên minh. Trong một cuộc bỏ phiếu mang tính chất chỉ dẫn vào tháng 7, chỉ có 4 quốc gia phản đối là Czech, Hungary, Malta và Slovakia. Bắc Kinh đã thành công trong việc kích hoạt một cuộc tranh luận ở những quốc gia mà trước đây chỉ đứng bên lề cuộc tranh cãi thương mại này. Một bài xã luận trên báo The Presser của Áo nhấn mạnh rằng EU không nên để mình bị Bắc Kinh đe dọa trong chính sách thương mại.
Ở Ireland, các nông dân ngành sữa hy vọng chính phủ nước mình sẽ bỏ phiếu chống lại các thuế xe điện. Nông dân Drennan khẳng định, chúng tôi chắc chắn phải bỏ phiếu chống lại nó. Nông dân đang lo lắng và đây chỉ mới là khởi đầu. Tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn và có thể sữa bột trẻ em cũng bị ảnh hưởng tiếp theo. Cuộc khủng hoảng thương mại này đang đặt ra nhiều thách thức cho nông dân châu Âu khi họ trở thành nạn nhân của những quyết định chính trị vượt xa tầm kiểm soát của họ. Các vụ tấn công bằng dao cùng với việc tổ chức nhà nước Hồi giáo ISIS nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng dao tuần qua ở thành phố Jolingen đã dấy lên nỗi lo trong giới chính trị khi một số người kêu gọi tăng cường an ninh, thắt chặt kiểm soát vũ khí, xử phạt nghiêm khắc hơn đối với các tội phạm bạo lực và hạn chế nhập cư. Công tố viên ở Đức đã công bố danh tính của người đàn ông Syria 26 tuổi bị tình nghi thực hiện nhiều vụ tấn công bằng dao ở thành phố Jolingen, phía tây nam nước Đức vào tối thứ Sáu. Các vụ tấn công này đã khiến 3 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương nặng. Người đàn ông này được xác định là Aisha A1H, họ của anh ta không được công bố theo luật bảo mật thông tin của Đức. Văn phòng công tố Liên bang Đức cho biết Aisha A1H đã bị tạm giam với cáo buộc giết người và là thành viên của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS. Trong một bài đăng trực tuyến, ISIS đã nhận trách nhiệm cho vụ tấn công, tuyên bố rằng đó là sự trả thù cho người Hồi giáo ở Palestine. Tờ Nhật báo Bild của Đức cho biết vào tối thứ Bảy rằng Aisha A1H đã tự tìm đến cảnh sát trên đường phố ở Jolingen ngay trong đêm sau vụ tấn công để đầu thú. Anh ta nói, tôi là người mà các anh đang tìm kiếm. Người dân Jolingen cảm thấy hoang mang và lo lắng trước sự gia tăng của các vụ tấn công bạo lực. Nhiều người bày tỏ sự nhẹ nhõm khi nghi phạm đã bị bắt, nhưng cũng không giấu được sự sợ hãi và bất an về những gì có thể xảy ra trong tương lai. Một số cư dân lo ngại rằng các phe cánh cực hữu sẽ lợi dụng vụ tấn công này để kích động thù hận và gia tăng phân biệt chủng tộc. Trong khi đó, các chính trị gia đã nhanh chóng lên tiếng yêu cầu tăng cường an ninh và thắt chặt các biện pháp kiểm soát vũ khí. Họ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều chỉnh chính sách nhập cư để đảm bảo an toàn cho người dân Đức. Lễ hội kỷ niệm 650 năm thành lập thành phố Jolingen đã bị hủy bỏ ngay sau vụ tấn công. Sự việc này không chỉ làm tăng thêm nỗi lo ngại về an ninh, mà còn khiến cộng đồng lo sợ về những tác động tiêu cực đối với tình hình chính trị và xã hội tại Đức. Quý vị thân mến, bão Sansan dự kiến sẽ đổ bộ vào miền Tây Nhật Bản vào thứ Tư tuần này, gây thiệt hại và tổn thất lên tới 10 tỷ đô la Mỹ do gió mạnh, triều cường và mưa lớn gây lụt lội. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp Hoa Kỳ, Sansan đang cách thành phố Kochi phía nam Nhật Bản 950 km, với sức gió mạnh nhất đạt gần 129 km/h, tương đương với cấp 1 trên thang đo Saffir-Simpson 5 cấp của Hoa Kỳ. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo bão sẽ tăng mạnh lên cấp 3 khi tiếp cận bờ biển của hòn đảo vào cuối tuần này. Bão Sansan sẽ mang theo một đợt triều cường lớn đến khu vực bị ảnh hưởng, nhưng mối đe dọa chính có thể đến từ lượng mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng ở miền Tây Nhật Bản và các vùng bờ biển hướng về phía nam. Chuck Watson, một nhà mô hình hóa thảm họa tại Enki Research, cho biết bão Sansan có khả năng đổ bộ vào đảo Shinkoku và sau đó vượt qua phía nam đảo Honshu, gây thiệt hại từ 6 tỷ đến 10 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, nếu cơn bão đi qua khu vực Osaka-Kobe, thiệt hại có thể tăng lên từ 12 đến 20 tỷ đô la Mỹ.